Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay Chủ nhật ngày 15 tháng 4 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính như sau. Diễn tập phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Bảo hiểm xã hội huyện Tuyên Hóa đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Phản ánh về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường các chợ ở thành phố Đồng Hới. Thưa quý vị và các bạn, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bố Trạch vừa tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2018. Trong quý 1, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bố Trạch đạt trên 460 tỷ đồng, tăng gần 19 tỷ đồng so với cùng kỳ. Công tác huy động vốn đạt trên 65 tỷ đồng. Thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bố Trạch sẽ tập trung quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách, ưu tiên hỗ trợ vốn vay cho các hộ nghèo phát triển kinh tế, triển khai tốt nghị định số 100 của Chính phủ về việc cho vay ưu đãi gói nhà ở xã hội. Còn tại huyện Lệ Thủy, trong quý 1, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đạt trên 429 tỷ đồng, nợ quá hạn và nợ khoanh 770 triệu đồng, huy động tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt gần 14 tỷ đồng. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện phấn đấu hoàn thành 60% kế hoạch năm, nâng tổng số tổ viên gửi tiền hàng tháng lên 85%, giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống còn 0,1%. Hôm qua ngày 14 tháng 4, Ban Quản lý Thiên tai tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Yên Ninh, thành phố Đồng Hới tổ chức diễn tập phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Buổi diễn tập thu hút sự tham gia của hơn 350 cán bộ và người dân trên địa bàn xã Yên Ninh. Với tình huống gia đình có cơn bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12 sắp đổ bộ vào tỉnh Quảng Bình. Mức cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 4, khả năng xảy ra ngập lụt cũng như lũ quét, lũ ống và sạt lở đất là rất cao. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Nghĩa Ninh đã tổ chức họp khẩn để nắm tình hình và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến của cơn bão trên hệ thống loa truyền thanh, bố trí lực lượng hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, thực hiện di rời, sơ tán người dân và gia súc đến nơi an toàn, đồng thời triển khai công tác sơ cứu người dân bị thương, cứu nạn cứu hộ. Thông qua buổi diễn tập nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng chống thiên tai cho người dân, cũng như năng lực của chính quyền địa phương trong việc chỉ huy, điều hành, phối hợp, ứng phó trong từng tình huống cụ thể. Từ đó có sự điều chỉnh hợp lý và hiệu quả khi thiên tai, bão lũ xảy ra. Hôm qua, ngày 14 tháng 4, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam phối hợp với Văn phòng Tổng đại lý Bảo hiểm Phúc An Sa, thành phố Đồng Hới tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Theo đó, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam đã tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình anh Phạm Ngọc Khỏe ở xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, số tiền 660 triệu đồng. Gia đình ông Bùi Thanh Trường ở xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, số tiền 340 triệu đồng. Gia đình ông Trương Văn Lời ở xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, số tiền 281 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Tuyên Hóa đã triển khai nhiều giải pháp để cắt giảm thủ tục hành chính theo quy định của ngành, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết chính sách về bảo hiểm. Năm 2017, Bảo hiểm xã hội huyện Tuyên Hóa đã tiếp nhận và xử lý trên 102.000 bộ hồ sơ, trong đó lĩnh vực chính sách bảo hiểm xã hội 847 bộ, thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hơn 95.900 bộ, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội 14 bộ, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trên 5.600 bộ. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội huyện Tuyên Hóa đã tiến hành ký hợp đồng chuyển phát hồ sơ qua hệ thống bưu điện. Theo đó, khi có nhu cầu nộp hồ sơ, đơn vị chỉ cần gọi điện cho bưu điện xã thì nhân viên bưu điện sẽ trực tiếp đến đơn vị để nhận hồ sơ và chuyển lên cơ quan bảo hiểm xã hội huyện xem xét giải quyết. Toàn bộ chi phí vận chuyển hồ sơ đều do cơ quan bảo hiểm xã hội huyện chi trả. Chúng tôi là người dân khi mà đến để làm cái bảo hiểm, đặc biệt là cái bảo hiểm y tế, là cái nhân viên và cái thái độ phục vụ của anh em ở trong cái cơ quan nó phải là niềm nở, đón tiếp người dân vui vẻ, nhiệt tình và giúp đỡ là người dân. Dân không hiểu thì nhân viên người ta giải thích cho chúng tôi và cũng giải quyết nhanh gọn và giảm bớt được cái phiền hà của người dân. Thấy rất thuận lợi trong cái vấn đề xin cái cấp cái thẻ bảo hiểm. Đặc biệt mà khi sai sót, chúng tôi quay trở lại là họ vẫn nhiệt tình và tạo điều kiện để chúng tôi ta có cái thẻ bảo hiểm sớm. Khi đến tiếp xúc và thực hiện các cái chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội tại
bảo hiểm xã hội Tuyên Hóa, thì tôi cảm thấy rằng là ở đây cái môi trường làm việc rất là tốt, cái thái độ phục vụ của các nhân viên ở bảo hiểm thì tích cực, nhiệt tình. Điều đó thể hiện là cái sự quan tâm của ngành bảo hiểm đối với những đối tượng được hưởng chế độ chính sách bảo hiểm, và cũng cho thấy là cái sự công tác quản lý chỉ đạo của đội ngũ cán bộ nhân viên của bảo hiểm xã hội Tuyên Hóa ngày càng được nâng cao hơn, về cách tiếp cận, cách giải thích, cách hướng dẫn và cái trình độ tiếp nhận các công nghệ thông tin của cán bộ ở đây rất là tốt. Đối với một số thủ tục hành chính, Bảo hiểm xã hội huyện đã chủ động cắt giảm thời gian xử lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch. Theo đó, quá trình cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội huyện giải quyết trong thời gian 2 tiếng. Hiện tất cả các nghiệp vụ của ngành bảo hiểm xã hội đều được xử lý hoàn toàn qua phần mềm và liên thông dữ liệu toàn quốc. Nhờ vậy nên việc tra cứu, xử lý nghiệp vụ đều được thực hiện nhanh chóng. Trong thời gian tới thì là về cái việc cải cách thủ tục hành chính thì Bảo hiểm xã hội Tuyên Hóa trước hết là sẽ nâng cao cái chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức, tiếp theo nữa là sẽ cố gắng để là tạo cái không khí khi cho người dân đến nộp hồ sơ tại Bảo hiểm xã hội Tuyên Hóa thì là cái cán bộ tiếp nhận quản lý hồ sơ luôn là có thái độ phục vụ tận tình, niềm nở và hướng dẫn cho người dân đầy đủ các thủ tục cần thiết để cho khi người dân đến nộp hồ sơ ở tại cơ quan bảo hiểm xã hội thì là luôn có cái cảm giác thoải mái, tin tưởng và giải quyết được hồ sơ nhanh chóng và thuận lợi nhất. Với những nỗ lực nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bảo hiểm xã hội huyện Tuyên Hóa đã và đang tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch, cũng như đảm bảo chế độ chính sách cho các đối tượng được thụ hưởng. Thời gian qua, phong trào ngày nông thôn mới, đô thị văn minh đã được huyện Lệ Thủy triển khai có hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn tham gia. Theo đó, phong trào được triển khai với những việc làm cụ thể như vệ sinh, phát quang đường làng, ngõ xóm, trồng hoa dọc các trục đường liên thôn, liên xã, tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, khu vực công cộng, thi công một số tuyến đường, vệ sinh đồng ruộng, cải tạo vườn tạp. Sau 3 tháng triển khai thực hiện, phong trào đã thu hút hơn 55.700 lượt người tham gia. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức, thay đổi cách nghĩ, cách làm của cả cán bộ và nhân dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trước đây, khi môi trường nước bị ô nhiễm hoặc tôm nuôi bị bệnh, người nuôi phải gửi mẫu đến các trung tâm xét nghiệm ngoài tỉnh để xác định nguyên nhân. Từ đầu năm 2018, người nuôi tôm Quảng Bình đã có phòng xét nghiệm miễn phí đầu tiên tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Phòng xét nghiệm miễn phí thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản toàn cầu, thành phố Hồ Chí Minh, được trang bị các phương tiện máy móc hiện đại nhằm phục vụ nhu cầu xét nghiệm các mẫu nước, mẫu tôm của bà con nông dân. Đặc biệt, bà con được miễn cả chi phí xét nghiệm. Phòng xét nghiệm miễn phí toàn cầu tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh là phòng lab thứ 11 trên toàn quốc của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản toàn cầu, có đầy đủ các thiết bị phòng PCR. Với phòng xét nghiệm này, người nuôi tôm sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong việc sớm phát hiện các dịch bệnh trên tôm nuôi, các yếu tố gây ô nhiễm môi trường nước. Từ đó, hồ nuôi tôm sẽ kịp thời kiểm soát và có các biện pháp xử lý triệt để các yếu tố không thuận lợi, hạn chế tối đa các thiệt hại có thể xảy ra trong vụ nuôi. Thời gian qua, xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Quảng Tiến là một xã thuộc diện 135 của chính phủ, với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 1.300 ha. Tận dụng lợi thế có nhiều diện tích đất đồi, trong những năm qua, Đảng bộ chính quyền xã Quảng Tiến đã khuyến khích tạo điều kiện để người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với thực tế của địa phương. Ngoài thế mạnh là cây tiêu cho thu nhập khá cao, bà con nông dân còn tích cực đưa các loài cây ăn quả như cam, nhãn, bưởi, bơ, dừa vào trồng trên các vườn đồi. Bà con cho biết đây là các giống cây phù hợp với đặc điểm khí hậu và đất đai của địa phương, có giá trị kinh tế cao, chất lượng tốt. Đặc biệt, với cách trồng xen giữa các loài cây trồng ngắn ngày và cây lâu năm đã giúp cho người dân có thu nhập thường xuyên. Nhằm đa dạng hóa cơ cấu cây trồng vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Bố Trạch đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế mới. Năm 2016, chị Nguyễn Thị Suốt ở thôn 4, xã Lý Trạch đã quyết định đầu tư 10 triệu đồng để làm chuồng và mua 30 con chim trĩ về thả nuôi. Nhờ tuân thủ đúng quy trình chăm sóc, nên đến nay, gia đình chị đã phát triển lên 70 con. Ưu điểm của việc nuôi chim trĩ đó là vốn đầu tư ít, thức ăn chủ yếu là lúa, ngô và các loại rau, cỏ, nên có thể tận dụng các phụ phẩm từ nông nghiệp. Bên cạnh đó, đây là loài chim ít bị bệnh, thịt thơm ngon nên được thị trường ưa chuộng.
Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị Suốt thu lãi gần 40 triệu đồng. Nhìn thấy cây dứa là loài cây ăn quả thích ứng với môi trường khắc nghiệt vùng Gò Đồi, không mất nhiều công chăm sóc. Thời gian qua, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 đã chỉ đạo các đội tích cực phát triển cây dứa, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khá. Đến nay, các đội đã trồng được trên 60 hectare dứa, với năng suất đạt từ 40 đến 50 tấn trên 1 hectare. Với mức giá mà các nhà máy tiến hành thu mua là 4.000 đồng 1 kg, thì mỗi hectare dứa sẽ mang lại cho đơn vị doanh thu từ 160 đến 200 triệu đồng một năm. Thời gian tới, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trồng dứa nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo hoạt động của các chợ trên địa bàn thành phố, những năm qua, Ban Quản lý chợ thành phố Đồng Hới và các xã phường có chợ trên địa bàn đã tích cực thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần làm cho cảnh quan và các khu vực xung quanh chợ xanh sạch đẹp. Trên địa bàn thành phố Đồng Hới hiện có 13 chợ, trong đó Ban Quản lý chợ thành phố Đồng Hới có trách nhiệm quản lý 5 chợ, gồm chợ Đồng Hới, chợ Nam Lý, chợ Cồn, chợ Lộc Đài và chợ Công Đoàn. 8 chợ còn lại thuộc Ủy ban nhân dân các xã phường trong thành phố quản lý. Riêng 5 chợ do Ban Quản lý chợ thành phố Đồng Hới quản lý có trên 3.000 hộ kinh doanh với đa dạng các mặt hàng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Ban Quản lý chợ thành phố Đồng Hới đã tổ chức các đội thu dọn vệ sinh ở các chợ. Ban Quản lý chợ thành phố Đồng Hới đã ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình vận chuyển rác từ điểm tập kết rác của các chợ lên bãi rác của thành phố. Mỗi chợ có một đội thực hiện đầy đủ các quy định về công tác vệ sinh môi trường. Hàng quý thực hiện làm báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với những chợ được yêu cầu. Trong cái công tác quản lý quá trình kinh doanh thì nói chung ngoài cái đảm bảo cam kết, các cái cam kết về đảm bảo phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, là các hộ mà nếu như không có ý thức chấp hành thì chúng tôi cũng là đọc thông báo trên loa và xử lý phạt theo cái nội quy quy định của chợ và các biên bản cam kết đã ký. Đối với các chợ thuộc sự quản lý của các phường như chợ Đồng Mỹ, chợ Đồng Phú, chợ Bắc Lý nằm ngay trong các phường trung tâm thành phố nên thường xuyên được người dân và các cơ quan chức năng giám sát. Ban quản lý các chợ cũng thường xuyên tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác vệ sinh môi trường, nên công tác thu dọn vệ sinh môi trường được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên hiện nay, nhiều chợ trên địa bàn thành phố Đồng Hới do khó khăn về nguồn kinh phí đầu tư xây dựng nên hệ thống đình chợ và cả kiosk quầy bán hàng còn tạm bợ. Đó là các chợ Công Đoàn, Lộc Đài, Quang Phú, Bảo Ninh, Đức Ninh. Các chợ này hàng hóa chưa được bố trí khoa học theo từng nhóm hàng, loại hàng, công tác thu dọn vệ sinh còn gặp nhiều khó khăn. Một đặc điểm nữa là ở một số chợ do ý thức của người kinh doanh chưa cao, còn vứt rác, đổ nước thải bừa bãi, gây mất mỹ quan trong chợ và khu vực xung quanh chợ. Để mà chấn chỉnh cái công tác bảo vệ môi trường tại các chợ, thì Ủy ban nhân dân thành phố cũng sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng để nhằm đáp ứng được các cái tiêu chí về môi trường, nhất là cái hệ thống thu gom, xử lý nước thải, đảm bảo các cái tiêu chuẩn môi trường, chỉ đạo ban quản lý các chợ trên địa bàn là phải thực hiện triệt để việc thu gom chất thải rắn và nước thải phát sinh trong ngày và không để tình trạng các người dân và tiểu thương kinh doanh tại chợ đổ chất thải không đúng nơi quy định. Chợ phát triển giúp người dân trong vùng và địa phương có chợ trên địa bàn có điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Do đó, các địa phương có chợ trên địa bàn thành phố Đồng Hới cần tích cực xây dựng chợ văn minh, vệ sinh môi trường. Có như vậy, các chợ mới phát triển, mở rộng các hoạt động kinh doanh, buôn bán, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 15 tháng 4 năm 2018. Khu vực miền núi, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm từ 87 đến 98%. Khu vực đồng bằng ven biển, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm từ 83 đến 98%. Khu vực thành phố Đồng Hới, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm từ 82 đến 98%. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, biển động. Độ sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.